Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh vừa ký quyết định 2129 thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường Đại học Tiền Giang, được gọi tắt là Bệnh viện dã chiến số 7, trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện dã chiến số 7 có quy mô 3.000 giường, có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bệnh viện có nhiệm vụ khám điều trị cho những người nhiễm virus SARS-CoV-2, tiếp nhận theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với người nhiễm virus SARS-CoV-2, phát hiện kịp thời các trường hợp có triệu chứng để cách ly và điều trị riêng, chuyển những trường hợp bệnh nặng có biến chứng cần can thiệp đến các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 của tỉnh hoặc bệnh viện tuyến trên để theo dõi và tiếp tục điều trị. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Tiền Giang có 7 bệnh viện dã chiến, một trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 với tổng quy mô trên 6.300 giường bệnh. Theo báo cáo, đến thời điểm 18 giờ ngày 12 tháng 8, Tiền Giang đã ghi nhận 5.311 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 1.760 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và 3.426 bệnh nhân đang được điều trị.